mến chào ông bà cô bác anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh kim anh xứ người các bạn có nhìn thấy con gì không đây đây là con lạc đà apaca à, nó thuộc dòng họ của lạc đà đó các bạn thì hôm nay mình mời các bạn cùng với mình tham quan cái trại apaca này nha à, cái trại lạc đà của california thì cái trại này họ mở cửa vào cuối tuần á các bạn nhưng mà mình phải hẹn họ trước rồi họ cho mình cái giờ rồi mình tới đây mình tham quan họ sẽ dẫn mình đi rồi họ giới thiệu cho mình biết là cái loại nào cái giống nào rồi tên gì rồi họ dắt mình đi từng khu từng khu luôn đó các bạn mà các bạn nhìn nè, mấy cái con này nè dễ thương lắm nhìn nó rất là dễ thương luôn nó hiền lắm nó cứ ăn cỏ vậy nè các bạn đó các bạn coi nè mình à, à, quay cho các bạn coi đó rồi bây giờ đã có nhiều người tới coi lắm nè các bạn đó rồi bây giờ các bạn cùng à, coi với mình ha à, bây giờ đi qua một cái khu khác à, cái trại của họ rất là bự thì họ chia ra nhiều khu Khu nào là khu mẹ mới sinh con rồi Khu nào là khu à, nam có nữ có đủ đó các bạn. Đây à, mấy cái con này là mấy cái con à, nữ nè, đó, mấy 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 con gái nè, à, phụ nữ rồi, đúng hơn. <laughs> à, rồi à, nó đang nó cứ ăn cỏ vậy thôi đó các bạn, nó hiền lắm, nó ăn láng cái, cái cái khu cỏ luôn nè. Nhìn à, rất là dễ thương nó hiền lắm lông nó giống như là lông cừu á các bạn nhìn rất là thú vị mình có thể lại mình sờ mình chơi với nó mình cho nó ăn dễ thương lắm các bạn ơi rất là dễ thương luôn người ta rất là thích để chơi với nó có mấy cái hộp cho nó ăn gọi là thuốc bổ đó các bạn là kêu nó hung đã, nó hùng đó dễ thương vô cùng luôn chà nó xin ăn đó <laughs> rất là dễ thương à, người, người ta đi tham quan rất là nhiều ở đây thì họ không có bán vé vô mình vô coi thôi rồi bây giờ mình đi qua bên cái khu khác nè các bạn cái khu này á là mẹ mới sinh con để mình cho các bạn coi là mấy cái con này nè là à, các bạn nhìn thấy không ta à, đây mấy cái con nhỏ đó đó mình mình cố mình zoom nó lại cho các bạn nhìn cho rõ nè à, có một con nhỏ nó nó nằm ở phía dưới đó các bạn con mẹ đây đây là rõ hơn nè ha à, đó cái con nhỏ nhỏ nằm nè con đây con này mới đẻ ngày hôm qua nè các bạn đó các bạn coi nó mới đẻ ngày hôm qua thôi đó con này thì đẻ được hai ngày dễ thương lắm các bạn nó nhỏ xíu hà nhỏ dễ thương ghê luôn Mà nó mới đẻ đó Mà ra vậy đó các bạn rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái khu này nữa có nhiều khu lắm các bạn à, họ à, phân chia ra để cho à, mình à, cho họ dễ quản lý dễ biết à, khu nào là à, con đực khu nào là con cái tại vì à, tụi này nó đẻ liên tục và các bạn đó nè con đó nè các bạn thấy không mới đẻ ngày hôm qua thôi đó các bạn à, con đen thì được hai ngày con trắng này được một ngày nè à, dễ thương ghê chưa mới có một ngày thôi đó <laughs> thì à, à, đây là bà chủ nè bà chủ của cái uh, trang trại apaca này nè là đà, con đà lạt con lạc đà <laughs> apaca nó uh, giống uh, của uh, um, còn lạc đà đó các bạn đã nó ra nó chào mình nè <laughs> nhiều lắm các bạn ơi bả mời mình vô cái khu này khu này thì mình vô mình được chơi chơi mình vuốt ve yeah nó còn khu kia thì mình không có chơi với mấy đứa đó được tại vì tụi nó mới đẻ đó các bạn rồi còn khu nữa thì là mấy cái con đực nó nhảy nhót dữ lắm họ phân biệt họ, họ nhốt riêng con đực riêng con cái riêng tại vì nếu như mà không nhốt như vậy thì nó sẽ đẻ liên tục các bạn có nghĩa là cứ mỗi một năm một đứa 1 năm một đứa mà liên tục vậy đó thì à, họ à, muốn cho tụi nó có sức khỏe hơn thì họ phải phân biệt riêng ra à, từng khu từng khu đây là những à, con mẹ không á các bạn nè các bạn nhìn là có con mẹ có con con Đây, mình đang cho nó ăn nè các bạn thấy không dễ thương lắm các bạn đó. con này mới được hớt lông mấy đứa này được hớt lông nè các bạn có những con á, cái khu thì chưa có hớt lông có khu hớt lông à, các bạn cứ nhìn thấy có một con lớn một con nhỏ có nghĩa là con mẹ với con con đó các bạn con này được à, 3 tuần nè à, con này nó được 3 tuần tuổi nè rất là dễ thương mà hiền nữa đây con này thì được hai mươi hai hai ngày con này mới được có 10 ngày nè các bạn đó có một con trắng á đó. Đó, đó. đó nó quay qua nó nhìn á có 10 ngày thôi <laughs> dễ thương lắm các bạn ơi đi coi cái này rất là vui à, mình chơi với nó nữa cũng rất là thoải mái luôn thì à, à, đó họ cho con nít chơi nè các bạn đó con mẹ con 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 đi con cứ đi theo con mẹ vậy đó các bạn thích lắm thì à, ở đây họ không có à, À, bán vé vô à, có chỗ á, bán vé vô ba chục đồng một người hoặc là hai chục đồng một người đó các bạn ở đây thì à, bà chủ này bà à, đây là cái trang trại của cha truyền con nối ba đời rồi thì à, họ chỉ à, à, cho mình à, vô coi mình à, mình à, lấy hẹn với họ đó họ mở cửa cho mình vô tham quan, rồi họ có cái shop mình có thể mua, ví dụ như là cái áo có hình mấy con apaca này hoặc là mấy cái khăn tròn à, có hay là vớ mang mà làm bằng lông của tụi nó đó các bạn, hoặc là nón, nói chung là rất là nhiều quần áo đồ đó mà làm từ lông của mấy cái con này nè, à, thú vị lắm các bạn ơi, à, mà nếu mà các bạn muốn thì các bạn À, mình có để cái à, bảng ở ngoài ngay à, đầu tiên đi vô đó à, đầu tiên của cái video này à, có địa chỉ và có số điện thoại đó thì nếu mà các bạn muốn à, tham quan muốn đến coi thì các bạn cứ à, gọi điện liên lạc với họ thì à, họ rất là à, thoải mái họ sẽ à, thuyết minh cho các bạn nghe họ sẽ nói cho các bạn nghe rất là thú vị luôn nếu như các bạn ở Mỹ mà muốn đi à, tham quan muốn đi coi thì các bạn hãy liên lạc ha rồi à, cảm ơn các bạn đã coi hết video này nếu thấy hay à, thì hãy cho mình xin một like một share và một đăng ký nha nếu bạn là người mới thì à, vui lòng cho mình xin một à, đăng ký cảm ơn bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại